Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học thứ tư, tạo trang trong Dreamweaver. Bài học này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách tạo ra một web page trong website, cũng như là hướng dẫn chúng ta sử dụng thuộc tính page property để định dạng cho các web page này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành mở phần mềm Dreamweaver. Ở các bài học trước như là bài học thứ ba thì chúng ta đã thao tác với thư mục 03. Hôm nay thì với bài học thứ tư chúng ta sẽ thao tác với thư mục là 04 và tôi đã chuẩn bị sẵn một thư mục với tên là email trong thư mục 04 này. Thư mục này sẽ chứa các hình ảnh để cho chúng ta thao tác trong bài học ngày hôm nay. Quay lại vấn đề của chúng ta là làm sao chúng ta có thể tạo ra một web page trong website thì chúng ta có các cách như sau. Ở màn hình Welcome, chúng ta có thể click trực tiếp vào loại file hay là loại page mà chúng ta muốn tạo. Ở đây, Dreamweaver cung cấp cho chúng ta rất nhiều loại page. Các bạn thấy là chúng ta có page HTML, page về PHP, về CSS và JavaScript. Chúng ta muốn chọn loại page nào thì chúng ta sẽ click vào phần page đó. Ngoài ra, nếu ở các loại page này, Dreamweaver cung cấp cho chúng ta mà các bạn thấy là chúng ta muốn chọn những page khác thì chúng ta có thể click vào phần More thì một cửa sổ New Document sẽ xuất hiện và ở đây có rất nhiều loại file cho chúng ta có thể là lựa chọn phù hợp với mục đích của chúng ta. Các bạn thấy là ở phần Plain Page, Plain Template hay ở phần Rust Layout chúng ta có rất nhiều thành phần để chúng ta có thể là tạo ra những page khác nhau. Và trong bài học hôm nay chúng ta tập trung tìm hiểu vào phần blend page và loại page type mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là page HTML. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một page với page type là HTML và layout là none. Ở đây có một phần review để cho chúng ta xem trước phần web page mà chúng ta sẽ tạo ra. Một lưu ý đối với chúng ta khi chúng ta tạo ra các page đó là chúng ta phải chọn phần doc type cho web page đó. Và phần doc type thường được sử dụng đó là HTML 4.01 trên Sysinode và chúng ta sẽ sử dụng phần doc type này. Sau khi đã chọn loại page, chọn layout và chọn phần doc type thì chúng ta sẽ click vào nút create. Thì các bạn thấy chúng ta đã tạo được một tài liệu HTML. Chúng ta có thể là qua tab design để nhập nội dung cho nó. Tôi sẽ nhập nội dung là hello. Sau đó chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl S để thực hiện quá trình save lại trang. Và chúng ta sẽ save webpage này vào thư mục 04. Và chúng ta sẽ đặt tên cho webpage. Một điều lưu ý khi mà chúng ta đặt tên cho các file đó là các file của chúng ta sẽ không tồn tại những khoảng trắng. Chúng ta không nên đặt tên file quá dài hoặc là tên file tồn tại các ký hiệu đặc biệt như là a cộng, dấu thăng, dấu đô la, dấu phần trăm, vân vân. Thì những ký hiệu đặc biệt này chúng ta nên tránh khi mà chúng ta đặt tên file vì đôi lúc nó sẽ xảy ra lỗi mà chúng ta không mong muốn. Bây giờ tôi sẽ đặt tên file của chúng ta là 01. Phần type chúng ta sẽ chọn nó là HTML. Phần Unicode này chúng ta sẽ để mặc định, sau đó chúng ta nhấn vào nút save. Thì các bạn thấy là trong thư mục 04 chúng ta đã tạo ra thêm một file HTML với tên là 01 và chúng ta sẽ thử review với webpage này. Tôi sẽ review ở trình duyệt Chrome. Thì các bạn thấy là nội dung của webpage vẫn được hiển thị bình thường cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử mở một website nào đó. Tôi sẽ mở website ZenVN. Thì các bạn thấy là phần tiêu đề của website ZenVN này nó là trang chủ ZenVN, vân vân rất nhiều. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể thay đổi phần tiêu đề cho phần page của chúng ta? Thì chúng ta sẽ vào phần mềm Dreamweaver. Trên thanh công cụ hay là thanh toolbar này các bạn thấy chúng ta có một phần title. Và ở đây chúng ta sẽ nhập giá trị title cho webpage. Tôi sẽ nhập như là page1. Sau đó chúng ta nhấn vào Ctrl S và chúng ta sẽ thử refresh lại ở trình duyệt. Thì các bạn thấy phần title lúc này đã được thay đổi thành page1. Tôi đã nhập sai phần page1 nên tôi sẽ thay đổi lại. Đây chúng ta sẽ thay đổi lại là page1. Như vậy thì chúng ta cũng
tìm hiểu được cách để tạo ra được phần title cho webpage. Chúng ta sẽ thử lại với phần tạo ra một webpage trong website của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng menu, đó là chúng ta vào menu File và chúng ta chọn New. Phần layout tôi sẽ chọn đó là hai column và một left sidebar. Chúng ta vẫn chọn phần doctype đó là HTML 4.01 transitional. Sau đó chúng ta click vào nút Create. Ở đây các bạn thấy là Dreamweaver đã tạo sẵn cho chúng ta phần nội dung cho webpage này. Chúng ta sẽ thay đổi lại phần title này. Tôi sẽ đặt là page 2. Sau đó chúng ta nhấn vào tổ hợp phím Ctrl S để lưu. Và chúng ta sẽ lưu vào thư mục 04 với tên là 02. Sau đó chúng ta click vào nút Save. Và bây giờ chúng ta sẽ thử review ở trình duyệt Chrome. Thì các bạn thấy là nội dung vẫn được hiển thị bình thường cho chúng ta. Và phần tiêu đề của webpage này đó là page 2. Chúng ta sẽ quay lại phần mềm Dreamweaver. Chúng ta sẽ có một phần chức năng đó là tổ hợp phím tắt để chúng ta có thể là tạo nhanh một file nào đó. Đó là tổ hợp phím tắt Ctrl N. Thì khi chúng ta nhấn tổ hợp phím này thì cửa sổ New Document sẽ được hiển thị cho chúng ta. Và chúng ta chỉ việc chọn loại file mà chúng ta muốn tạo. Ngoài ra chúng ta cũng có thể click vào thư mục 04 và chúng ta sẽ click vào nút New File. Sau đó chúng ta sẽ đặt tên cho file của chúng ta như là bay03. Như các bạn thấy, khi tôi click vào nút New File thì mặc định chúng ta sẽ tạo ra được một bay với phần mở rộng hay là với phần extension đó là HTML. Một vấn đề đặt ra là chúng ta có thể thay đổi lại phần thiết lập này của Dreamweaver hay không, và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi điều này bằng cách thực hiện việc cấu hình như sau. Chúng ta sẽ vào phần Edit và vào phần Reference. Chúng ta di chuyển đến Category, đó là Category New Document. Ở phần Default Document, đây là loại file mà chúng ta muốn tạo ra khi mà chúng ta click vào nút New File. Giả sử bây giờ tôi sẽ thay đổi nó lại thành là file PHP. Sau đó chúng ta click vào nút OK. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tạo ra một file mới. Thì các bạn thấy bây giờ phần file của chúng ta đã mang phần mở rộng đó là PHP. Chúng ta sẽ thử thay đổi lại phần cấu hình này. Tôi sẽ đưa nó về dạng đó là HTML. Phần Default Extension chúng ta cũng có thể thay đổi theo ý mà chúng ta muốn thiết lập. Phần Doctype chúng ta sẽ chọn đó là HTML 4.0.1. Và chúng ta nên chọn phần Encoding đó là UTF-8. Phần Encoding này sẽ hiển thị tốt đối với các ngôn ngữ tiếng Việt. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có một phần checkbox đó là hiển thị phần Document khi mà chúng ta nhấn vào tổ hợp phím Ctrl-N. Chúng ta thử tắt phần checkbox này và tôi nhấn vào nút OK. Bây giờ tôi sẽ nhấn vào tổ hợp phím Ctrl-N. Thì các bạn thấy là lúc này chúng ta đã được tạo ra một page mới mà không còn hiển thị lên phần cửa sổ New Document của chúng ta nữa. Nếu muốn quay lại phần cửa sổ thì chúng ta sẽ vào lại phần cấu hình và chúng ta check vào thì chọn hiển thị cửa sổ New Document khi mà chúng ta nhấn vào tổ hợp phím Ctrl-N. Sau đó chúng ta nhấn OK. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhấn lại tổ hợp phím Ctrl-N. Thì các bạn thấy là cửa sổ New Document của chúng ta đã được hiển thị ra. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua các chức năng để tạo ra một webpage mới cho website. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến việc đó là định dạng cho các webpage này. Chúng ta sẽ đóng lại các page không cần thiết này. Và chúng ta sẽ tạo ra một webpage mới. Tôi sẽ click vào thư mục 04 và tôi click vào nút New File. Sau đó tôi đặt tên đó là bay05 và tôi double click vào bay05 để mở bay này lên. Chúng ta sẽ click phải vào vùng trắng này và chúng ta chọn thuộc tính đó là bay property. Ở cửa sổ bay property này sẽ giúp cho chúng ta định dạng phần hiển thị cho web bay. Chúng ta có các phần định dạng như là phần định dạng về CSS, về HTML, định dạng về link,
theo CSS và định dạng về heading cũng theo CSS. Ngoài ra chúng ta có các category về title, encoding và phần JSON image. Thì phần link hay là phần heading chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài học sau. Trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần category, appearance, phần title, encoding và phần JSON image. Đầu tiên đó là phần appearance về CSS. Với thuộc tính đầu tiên đó là phần bay phong, giúp cho chúng ta thiết lập phong chữ của web bay. Tôi sẽ chọn như là phong Thai New Roman và tôi chọn phong chữ đậm. Và cỡ chữ của tôi chọn đó là cỡ chữ 16. Sau đó tôi nhấn vào nút OK. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhập phần văn bản cho web bay này. Tôi sẽ nhập như là hello. Thì các bạn thấy là phong chữ của chúng ta đã là chữ Thai New Roman và nó mang cái giá trị đậm. Tôi sẽ thử thay đổi lại để các bạn dễ quan sát. Bây giờ tôi sẽ tăng kích thước phần size lên là 24. Sau đó tôi nhấn vào apply thì các bạn thấy là phần phong chữ của chúng ta đã được phóng to lên. Chúng ta cũng có thể thay đổi phần màu chữ bằng cách chọn vào thuộc tính text color. Giả sử chúng ta sẽ chọn cho phần chữ của chúng ta mang màu đỏ. Sau đó chúng ta nhấn apply. Thì các bạn thấy là phần chữ của chúng ta đã được hiển thị với màu đỏ. Chúng ta cũng có thể thay đổi phần màu nền này. Chúng ta đang làm việc với phần màu nền đó là màu trắng. Chúng ta cũng có thể thay đổi nó sang một giá trị màu khác. Sau đó chúng ta nhấn vào apply. Thì các bạn thấy là màu nền của chúng ta đã được thay đổi. Chúng ta cũng có thể hủy việc thiết lập này bằng cách click vào icon có hình dấu gạch. Tương tự cho phần text color. Sau đó chúng ta nhấn apply thì các bạn thấy là phần color của chúng ta đã được quay về trạng thái ban đầu. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là thiết lập phần hình ảnh để làm background cho web bay bằng cách là chúng ta click vào nút round và chúng ta sẽ chọn đến hình ảnh mà chúng ta muốn làm background. Tôi sẽ chọn hình ảnh này. Sau đó chúng ta nhấn vào nút apply. Thì các bạn thấy là phần web bay của chúng ta đã được định dạng với một phần background khác. Chúng ta sẽ thử review ở trình duyệt xem nó có hiển thị được hay không. Chúng ta sẽ save phần 05 này lại. Thì các bạn thấy là phần background của chúng ta vẫn hiển thị tốt đối với trình duyệt. Chúng ta sẽ quay lại phần Remover và chúng ta sẽ thử đối với các thuộc tính khác. Tiếp theo đó là phần Repeat. Ở đây nếu chúng ta chọn giá trị là No Repeat và chúng ta nhấn Apply thì các bạn thấy là phần background chỉ hiển thị đúng với kích thước hình ảnh mà chúng ta đã chèn vào. Nếu bây giờ tôi thay đổi nó sang giá trị là Repeat, tất nhiên là hình ảnh này nó sẽ được lặp đi lặp lại cho tràn cái màn hình nền của chúng ta. Thì các bạn thấy là hình nền của chúng ta đã được chèn với hình ảnh background này. Giá trị khác nếu chúng ta chọn với giá trị đó là repeat x, tất nhiên là lặp theo chiều ngang. Và chúng ta nhấn apply. Thì các bạn thấy là hình nền này đã được tràn trong màn hình của chúng ta theo chiều ngang. Tương tự thì chúng ta có phần lặp theo chiều dọc. Thì các bạn thấy là chúng ta có thể thay đổi phần hình nền do web bay rất dễ dàng. Tiếp theo đó là các giá trị về margin. Chúng ta sẽ quay lại phần trình duyệt và chúng ta sẽ thử refresh. Thì ở đây các bạn thấy là phần chữ hello của chúng ta nó cách các đường viền này một khoảng cách. Và chúng ta có thể là tăng phần khoảng cách này bằng cách là chúng ta vào phần bay property và chúng ta sẽ đặt các giá trị khoảng cách vào các ô textbox này. Giả sử tôi sẽ nhập là 50 px cho tất cả các giá trị left, right, top và bottom. Sau đó chúng ta nhấn vào nút OK. Thì các bạn thấy là phần chữ của chúng ta hay là phần văn bản của chúng ta đã được cách phần top và phần left 50 px. Để tiện theo dõi thì chúng ta sẽ thử demo với phần văn bản nhiều hơn. Chúng ta sẽ phủ khối phần hello và chúng ta sẽ đưa phần văn bản mà tôi đã chuẩn bị trước vào đây. Sau đó chúng ta sẽ thử review với trình duyệt Chrome. Thì các bạn thấy là phần top và phần left của chúng ta đã được cách một khoảng cách mà chúng ta đã quy định trong phần margin. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua phần
Bay property về appearance CSS. Chúng ta tiếp tục với phần appearance HTML. Thì chúng ta sẽ tạo ra thêm một bay mới. Chúng ta cùng list vào thư mục 04. Chúng ta list new file. Sau đó chúng ta double list vào tập tin 06 này. Và chúng ta list phải, chọn vào bay property appearance HTML. Chúng ta cũng có thể là thiết lập phần ảnh nền cho web bay này. Chúng ta sẽ chọn phần ảnh nền. Sau đó chúng ta nhấn apply thì các bạn thấy là phần ảnh nền của chúng ta đã được thay đổi. Tuy nhiên đối với phần HTML thì phần ảnh nền này chúng ta khi mà chúng ta thiết lập thì nó sẽ tràn đầy phần background. Chúng ta không thể là thiết lập nó có repeat theo chiều dọc hay là repeat theo chiều ngang hoặc là không repeat. Để remove thì chúng ta xóa đi phần background image này. Sau đó chúng ta thử nhấn vào apply thì các bạn thấy là phần ảnh nền của chúng ta đã quay về trạng thái ban đầu. Tương tự chúng ta cũng có các phần như là margin nên tôi sẽ không lặp lại phần này. Phần background cũng tương tự. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến phần link. Bây giờ tôi sẽ chọn màu link, đó là màu xanh dương. Và màu visited link tôi sẽ chọn là màu đỏ. Và màu active link tôi sẽ chọn là màu vàng. Sau đó tôi nhấn vào nút apply. Thì một câu hỏi đặt ra đó là phần link, phần visited link và phần active link sẽ khác nhau như thế nào. Chúng ta sẽ thử quan sát tại website ZenVN. Đây là website của chúng ta. Và chúng ta thấy là ở phần menu này chúng ta có các link như là link về giới thiệu, link về thông báo hay link về liên hệ. Chúng ta sẽ mở Notepad và chúng ta sẽ ghi chú về điều này. Đầu tiên đó là link. Chúng ta sẽ có các link là link giới thiệu, link thông báo và link liên hệ. Khi mà tôi click vào mục giới thiệu thì giới thiệu bây giờ đã trở thành link active bởi vì tôi đang ở link giới thiệu. Và chúng ta cũng đã click vào link giới thiệu nên link giới thiệu cũng trở thành là visited link. Chúng ta tiếp tục ghi chú vào Notepad. Visited link bao gồm đó là link giới thiệu và active link cũng là link giới thiệu. Chúng ta sẽ tab phần này để chúng ta dễ quan sát. Và chúng ta sẽ thử click qua link thông báo. Thì bây giờ các bạn thấy là thông báo đã trở thành link mà chúng ta đã visited. Và thông báo bây giờ nó đang là link active. Chúng ta sẽ cập nhật lại ở file notepad của chúng ta. Visited link của chúng ta bây giờ bao gồm giới thiệu và thông báo. Và link active của chúng ta bây giờ không còn là giới thiệu nữa mà đã là thông báo. Như vậy các bạn đã hiểu thế nào đó là link, thế nào là visited link và thế nào là active link. Chúng ta sẽ quay lại remover và chúng ta sẽ tạo ra các link này. Chúng ta sẽ click vào nút OK. Thì để tạo link thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài học sau. Tuy nhiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua về cách tạo link. Chúng ta sẽ click vào nút Insert và chúng ta vào Hyperlink. Giá trị test tôi sẽ nhập như là hình nền. Ở giá trị link sẽ cho biết là giá trị test này sẽ liên kết đến phần link nào. Chúng ta click vào phần Browse và tôi sẽ chọn nó liên kết đến phần link hình ảnh của chúng ta. Sau đó tôi click vào nút OK. Tiếp tục chúng ta sẽ enter và chúng ta tạo thêm một link mới. Đó là link về icon. Chúng ta click vào phần Draw và chúng ta sẽ chọn vào file icon này. Sau đó tôi nhấn vào OK. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl+S và chúng ta sẽ review ở trình duyệt Chrome. Bây giờ tôi sẽ click vào phần hình nền. Sau đó tôi sẽ quay lại. Thì các bạn thấy là phần hình nền của chúng ta đã được đổi sang màu đỏ. Do phần hình nền này chúng ta đã link rồi nên liên kết hình nền hay là link hình nền đã trở thành visited link. Và nó sẽ mang giá trị màu đỏ mà chúng ta đã thiết lập. Tương tự nếu chúng ta link vào link icon. Và giờ chúng ta sẽ thử quay lại. Thì link icon cũng mang giá trị màu đỏ do link icon đã nằm ở phần link, đó là link visited. Phần link active thì ở đây chúng ta chưa demo được nên các bạn sẽ
chịu khó xem phần demo trong các bài học sau. Chúng ta sẽ quay lại Dreamweaver và chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính By Property. Như vậy thì phần Appearance về HTML chúng ta cũng tìm hiểu xong. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần Title Uncoding. Chúng ta sẽ bấm Cancel và chúng ta tiếp tục tạo ra một bài mới. Tôi sẽ đặt tên đó là bay 07. Chúng ta tiếp tục click phải và chúng ta chọn vào bay property. Chúng ta di chuyển đến phần title uncoding. Thì đây các bạn thấy là chúng ta cũng có thể thay đổi phần title cho bay này ở phần title uncoding. Tôi sẽ nhập là bay 7. Và phần document type chúng ta sẽ chọn là HTML 4.01 transitional. Phần encoding chúng ta cũng chọn là UTF-8. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút OK. Thì các bạn thấy là phần tiêu đề của chúng ta đã được thay đổi. Đó là phần cấu hình của thuộc tính By Property Title Encoding. Chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, đó là phần Checksin Image. Chúng ta tiếp tục tạo ra một bay mới. Tôi đặt tên là bay 08. Chúng ta tiếp tục vào phần By Property và chúng ta vào Checksin Image. Phần Checksin Image đây là một phần chức năng cũng khá hữu dụng khi mà chúng ta muốn đặt những cái hình nền cho web page của chúng ta. Ở phần Checksin Image này chúng ta sẽ chọn ảnh mà chúng ta muốn làm hình nền. Tôi sẽ chọn là hình background. Ở phần Transparency chúng ta có thể là thiết lập độ trong của hình ảnh để làm background. Trước tiên thì chúng ta nhấn vào nút Apply và bây giờ tôi sẽ thử thay đổi độ trong của nó để các bạn theo dõi. Tôi sẽ đưa nó về giá trị là 65%. Tôi nhấn Apply thì các bạn thấy là hình ảnh nền này đã được thay đổi với cái màu nhạt hơn. Bây giờ tôi sẽ thử thay đổi xuống giá trị là 34%. Tiếp tục nhấn Apply thì các bạn thấy là phần hình ảnh này tiếp tục được nhạt dần. Như vậy các bạn thấy là phần Checksin Image rất hữu dụng khi mà chúng ta muốn thiết lập phần ảnh nền cho web page. Vậy là các nội dung trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong. Ở bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần màn hình làm việc của Code. Thì trong các bài học gần đây chúng ta đã tìm hiểu các thanh công cụ, các chức năng ở phần Design. Và ở bài học sau thì chúng ta sẽ tập trung ở phần code để chúng ta có thể là định dạng những phần code này, sử dụng các toolbar hay là sử dụng các chức năng để định dạng cho mã nguồn của chúng ta.